Xin chào tất cả các bạn đang xem video. Xin chào tất cả các thầy cô. Hôm nay cô giáo Thanh Tâm xin hướng dẫn mọi người cách cài đặt tài khoản ChatGPT. Ngày trước thì tài khoản ChatGPT thì phải cần mua số điện thoại của nước ngoài, nhưng bây giờ chúng ta không cần cái điều đó nữa. Và phần thứ hai là cô giáo Thanh Tâm xin hướng dẫn cách sẽ hướng dẫn cách cài tích hợp cái công cụ AI vào trong ChatGPT. Thanh Tâm chia sẻ màn hình nhé. Chúng ta quan sát này. Đây, khi tài khoản ChatGPT chúng ta cài đặt này, có cái tài khoản IA, chúng ta tích hợp vào đây. Đây là tài khoản mà Thanh Tâm đã đăng ký. Thì lúc này cái ChatGPT chúng ta ngoài những công cụ thông thường thì chúng ta có thêm một cái bộ công cụ AI của Speak, AI Speak của một sản phẩm của cộng đồng sâu Thịnh Vượng mà Thanh Tâm đang tham gia là thành viên. Thì ở đây có rất nhiều các cái trợ lý để có thể hỗ trợ cho mình. 232 trợ lý. Rất là tuyệt vời luôn. Có đủ các cái mục như là business, relax, như kiểu viết sách ấy, phát triển bản thân, giáo dục, giải trí, sức khỏe. Trong đó có các từ mục con và sắp xếp là đánh giá nhiều nhất đời nhé. Chúng ta cùng đi cài đặt nhé. Đây mình sẽ mở trình duyệt Google lên này. Và gọi vào đây là chat. Chấm OpenAI. Chấm con. Enter thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Thì mình chưa có tài khoản thì mình sẽ vào phần login, sign up để mình đăng ký. Còn login là đăng nhập, mình vào mục sign up này. Và đây mình sẽ nhập cái địa chỉ email mà mình muốn đăng ký vào đây. Và dĩ nhiên nó là địa chỉ email mà mình vẫn mở được mail nhé. Bởi vì nó sẽ yêu cầu gửi cái mail xác thực. Và mail đó của mình mà đầy thì nó sẽ không đăng ký được. Và cái mail đó nên ở cái trình duyệt của mình. Ví dụ trình duyệt này ở mail nào thì mình sẽ đăng ký cái mail đó. Sau bấm vào Continue. Password ở đây thì không không cần thiết phải giống password của mail, password khác. Yêu cầu là 12 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Ký tự đặc biệt ví dụ như A còng, thăng các thứ đấy. Rồi chúng ta chấm vào Continue. Khi nó hiện ra trang web như thế này, tức là cái trang website của mình, cái Google này của mình chưa có kích hoạt cái OpenAI, thì lúc đó mình sẽ có thể mở một cái thẻ mới này, bấm vào dấu cộng này, mở một thẻ mới này ra, và chúng ta sẽ vào cửa hàng trực tuyến Chrome. Cửa hàng trực tuyến Chrome để chúng ta tích hợp một cái phần mềm hỗ trợ vào. Tiếng Anh của nó sẽ là Chrome Web Store. Mình sẽ bấm vào đây. Và sau khi mở được cửa hàng trực tuyến Chrome
thì mình sẽ vào vào một tìm kiếm này, gõ chữ VBA. Có rất nhiều các mục để hỗ trợ cho mình, thì trong đó nó có cái mục Open VPN Proxy này, còn mình chọn cái nào cũng được, nhưng thông thường là chọn cái nào Open VPN Proxy, và sau đó mình bấm vào thêm vào Chrome. Và hiện lên Add Extension thì mình sẽ chọn cái này. Và sau khi xong thì mình sẽ thấy ở đây có cái miếng mảnh ghép giống như kiểu miếng của cái bộ môn xếp hình của trẻ con này. Đấy. Và cái Open VPN ở hiện đây này. Thì mình sẽ bấm vào nó. Và mình ghim lại. Mình bấm vào cái biểu tượng ghim. Mình ghim lại. Sau khi ghim thì biểu tượng của phần mềm sẽ hiện lên ở trên thanh công cụ này. Mình sẽ bấm vào này. Xong nó hiện lên như này thì mình sẽ chọn Agree Continue. Agree Continue. Và đến đây mình sẽ chọn một đất nước bất kỳ, ví dụ như là United States, tức là Mỹ đấy. Sau khi xong thì mình quay trở lại cái trang OpenAI này, mình vào lại, gõ lại cái trang web này. Bây giờ mình vừa rồi mình đăng ký thì bây giờ mình sẽ vào đăng nhập, mình chọn login. Sau khi vào đây thì mình sẽ đăng nhập đúng cái mail mà mình vừa đăng ký. Nhập mật khẩu mà mình đã đăng ký vừa rồi. Đó bấm vào Continue. Và sẽ có một cái mail xác thực gửi về email của mình, thì mình sẽ mở email đó ra, open Gmail hoặc là vào cái Gmail của mình mở luôn đây xác thực. Nó sẽ có một cái email gửi về mình verify do email, mình sẽ bỏ ra. Và bấm vào cái nút màu xanh này. Verify email. Và mình đã đăng ký xong tài khoản ChatGPT với cái email của mình. Email chính chủ luôn đấy. Không cần phải mua số điện thoại của nước ngoài nữa. Đây là xác thực không phải là robot.
và mình đăng ký tên của mình vào đây. Ngày tháng năm sinh, tháng trước, ngày sau, ngày bao nhiêu cũng được. Sau đó agree. Đấy là đăng ký xong nhé. Tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tích hợp cái công cụ AI của AI Speed vào trong cái công cụ ChatGPT này. Đăng ký thành công. Ok. Tuy nhiên là ChatGPT bình thường ở cái chế độ 3.5 này mình cũng có thể hỏi được rồi, nhưng nó sẽ mình phải có nhiều câu lệnh khó hơn và nói chung là phải học. Thì ở đây khi tích hợp cái AI Speed vào thì chúng ta sẽ có các trợ lý để hỗ trợ cho mình một cách nhanh nhất. Để làm thế nào để có thể tích hợp được cái công cụ đó thì mình lại vào tiếp tục cửa hàng trực tuyến vừa nãy mình tìm kiếm thì nó có sẵn ở đây rồi. Mình lại vào lại cái trang web Chrome Web Store này. Và lúc này ở trên ô tìm kiếm mình sẽ gõ là AI Speed. Thì nó cũng tự động hiện lên cho mình là gì? AI Speed for ChatGPT. Đấy. Thì mình sẽ click vào đây để nó hiện lên cái công cụ này. Đây. Mình bấm vào. Rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào thêm vào Chrome này. Ở dưới này mọi người có thể đọc các cái đánh giá. Cũng giống như cái công cụ VPN vừa rồi, mình lại tiếp tục bấm vào Add Attention. Và lúc này ở trên bảng công cụ của chúng ta, ngoài cái VPN, cái công cụ VPN mà chúng ta vừa tích hợp, nó có thêm cái công cụ AI Speed này. Đấy. Và mình cũng làm thao tác tương tự như vừa nãy. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần mảnh ghép này. Mình sẽ bấm vào Vim. Bấm vào Vim. Để nó hiện lên trên thêm công cụ cho mình. Vim AI Speed lại. Đấy. Sau đó, mình bấm vào biểu tượng của AI Speed. Bấm vào này. Và sẽ nhập cái địa chỉ mail mà mình sẽ đăng ký cái tài khoản. Và mình sẽ đăng ký cùng luôn cái địa chỉ email vừa đăng ký tài khoản ChatGPT. Mật khẩu thì có thể không cầu không giống nhau cũng được, nhưng mà giống nhau thì đỡ phải nhớ nhiều. Thế hai mật khẩu này, hai mật khẩu độc lập. Cho mình đây là mình phải đăng ký đã. Đúng rồi chị. Mật khẩu. Bây giờ cô ta nói là gì? Không cần phải giống cái mật khẩu của ChatGPT. Nhưng mình bỏ giống cho nó đỡ phải nhớ nhiều. Rồi mình sẽ nhập bấm vào đăng ký. Địa chỉ mail là mật khẩu. Sau đó bấm vào đăng ký. Đăng ký thì sẽ có một cái email gửi xác minh vào trong mail của mình. Mình sẽ bấm vào đây. Và bấm vào OK. Khi mà nó hiện lên OK như thế. Và sẽ mở địa chỉ email của mình ra. Mở địa chỉ email ra. Nếu là những mail mà mình đăng ký như này có xác thực thì tức là mail đó, nếu thầy cô mà
để đầy thì sẽ không thể nhận được mail. Đây, mình sẽ nhận được cái xác thực email như thế này. Chào mừng bạn đến với AI Speed. Thì lúc đó nó sẽ hiện lên là liên kết kích hoạt tài khoản. Thì mình sẽ bấm vào đây. Và lúc này nó sẽ hiện lên là Open ChatGPT, mình sẽ bấm vào. Bấm vào đây. Lúc này ở trên góc bên góc phải của mình nó hiện lên cái nút công cụ của AI Speed rồi. Thì muốn dùng được thì chúng ta lại tiếp tục bấm vào biểu tượng ở phía trên này. Biểu tượng nhỏ ở phía trên. Bấm vào. Thì vừa rồi là có cái chữ gửi email xác minh đúng không? Thì mình chờ một lúc nó sẽ hiện lên cái chữ vào chat GPT. Lúc này mình sẽ bấm vào đây. Đấy. Mình sẽ bấm vào đây. Thì lúc này cái nút công cụ ở bên phải góc dưới này chúng ta sẽ có thể mở ra được các công cụ. Và dĩ nhiên là muốn dùng 232 trợ lý này thì chúng ta cần có mã kích hoạt. Và mã kích hoạt này là nếu mà thầy cô và các bạn xem video mong muốn có thì hãy liên hệ với cô giáo Tinh Tâm nhé. Và khi chúng ta có mã kích hoạt thì chúng ta chỉ cần được gửi về mail á, mình chỉ cần copy cái dãy từ khóa dãy cái mật khẩu đó thì mình bấm vào đây license ấy. Sau đó bấm vào kích hoạt là xong. Đấy. Rồi, cảm ơn thì cô và các bạn đang xem video, hy vọng là chúng ta sẽ kích hoạt và có cái tài khoản AI Suite để sử dụng ChatGPT hợp lý và hiệu quả nhất trong quá trình làm việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.